Về cái vấn đề đấu tranh của người Việt trong và ngoài nước đó anh, thì theo tôi thấy từ 75 cho tới bây giờ nó đã thay đổi rất nhiều. Nó thay đổi rất nhiều. Cái giai đoạn đầu á, thì khi Cộng sản nó mới vào, nó cướp của, nó đẩy người ta đi kinh tế mới và nó đối xử phân biệt những con em mà nó gọi là ngụy quân ngụy quyền, là coi như không cho lên đại học, xét lý lịch đại học. Bây giờ thì nó bỏ mấy cái đó rồi, và bây giờ đi ra nước ngoài cũng dễ dàng. Ngày xưa con cháu của nó đó chỉ đi học ở các nước cộng sản mà thôi, chứ nó không dùng người học ở các nước tư bản. Nhưng bây giờ thì là tiền là trên hết. Tôi xin nhấn mạnh một điều với tất cả mọi người là đã từ lâu rồi, từ khi mà tạm coi như là nó bế tắc và nó đổi mới cái kinh tế đó, là từ năm 1986, đổi mới nhưng mà thực ra đổi cũ, tức là quay trở lại cái cuộc sống là tự nhiên theo cái nhu cầu bản năng của người ta, có cái tinh thần tư hữu kiếm tiền là nuôi sống gia đình vân vân vân, thì nó là một đám ở trong rừng sống vô luật lệ. Rồi bây giờ nó chiếm chính quyền thì nó lại đặt ra một lô luật, mà những cái luật đó đó nó đều hàm chứa một cái ẩn ý là làm tiền. Anh để ý là trong, tôi có thể nói là tất cả mọi lĩnh vực luôn, 100% luôn, lĩnh vực nào đi chăng nữa cũng là những cái luật rắc rối, hoặc là sếp chưa đến, sếp chưa ký, mà bây giờ muốn sếp ký thì phải bôi trơn, tức là tất cả phải bằng tiền hết thì nó mới chạy. Ví dụ như là cái ngành về coi như là kiểm tra đó, tức là những cái bài báo mà trước cái thời 75 đó, nó kiểm tra kỹ lắm anh ạ. Tức là một cái tờ báo mà nhiều khi phe này phe kia nó chống nhau đó, nó lợi dụng cái tờ báo. Mặt trước đó thì nó đăng hình ông là ôm bó hoa tươi cười, mà mặt sau của tờ báo thì nó vẽ hình, nó đăng hình một khẩu đại bác đang chĩa. Nếu mà đưa tờ báo lên đèn soi thì quý vị thấy rõ ràng là khẩu đại bác nhắm vào cái ông này bắn đó. Nó còn chơi là trang trong trang ngoài mà nó kết hợp với nhau thành một cái hình thức là chỉ trích như vậy. Hoặc là những cái thời mà Võ Nguyên Giáp coi như là bị xuống chức rồi đó, thì nhắc tới Điện Biên Phủ nhưng mà không được nhắc tới Võ Nguyên Giáp. Anh có thể tưởng tượng như vậy không? Đương nhiên Võ Nguyên Giáp là dính tới Điện Biên Phủ, mặc dầu là chỉ là hình thức tuyên truyền, nhưng mà nó đã tuyên truyền một thời nó ghê gớm như vậy rồi. Đến lúc vào tới một cái thời mà Võ Nguyên Giáp mất quyền thì nhắc tới Điện Biên Phủ mà không nhắc tới Võ Nguyên Giáp đó, nó lại là có những cái chuyện như vậy. Thế còn riêng đối với cái cuộc đấu tranh á, thì cái cuộc đấu tranh nó cũng thay đổi nhiều. Lúc đầu thì nó thay đổi đột ngột quá và cuộc sống người ta sống không nổi, cho nên người ta bỏ, người ta trốn đi. Tới một cái lúc mà nền kinh tế nó bên bờ vực thẳm thì cái tiền mà 16 tấn vàng để lại cộng với 14 tấn vàng mà cái chính sách là X3 của Đỗ Mười đánh tư sản bài bản nó tịch thâu được, tức là khoảng 30 tấn vàng. Thì lúc bấy giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó là đói quá rồi, dân đói quá. Tại vì cái chính sách của ông Lê Duẩn là ba dòng thác và nó kết hợp anh, nó có một thời anh kết hợp ba tỉnh lại với nhau thành ra một đơn vị hành chánh lớn, và mỗi đơn vị như vậy thì phụ trách là sản xuất một cái mặt gì đó mạnh rồi trao đổi với nhau trong nước như vậy. Ông đặt ra một cái thể chế mới coi như một cuộc cách mạng xã hội như vậy, và bây giờ thì không ai nói tới nữa hết. Bây giờ thì ta lôi ra ta chửi, mà chính Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng là các lãnh đạo chúng ta đã có một thời nghĩa là ấu trĩ ngây thơ đó. Thành ra chúng tôi mới hỏi rằng là ủa lúc đó đã có mặt Nguyễn Phú Trọng rồi mà, nếu mà nói các lãnh đạo ấu trĩ và ngây thơ thì chắc cũng phải có Nguyễn Phú Trọng trong đó chứ, tại sao lại bây giờ lại chê các lãnh đạo ấu trĩ ngây thơ? Mà tôi thấy cái thời những ông nắm quyền thì toàn là những tâng bốc khen ngợi không ạ. Rồi đến đấy đi qua rồi thì mới bắt đầu nhẹ nhàng là xin lỗi thế này thế lỗi thế kia, chúng tôi dở thế này chúng tôi dở thế kia đó. Nhưng bây giờ cũng vậy, bây giờ anh đổi sang ngoại giao cây tre, tức là đa phương chứ không có ký kết đồng minh với nước nào hết, thì anh lại khen là cây tre chúng tôi là dẻo dai, chúng tôi thẳng thắn và chúng tôi là chọn chọn chính nghĩa chứ không chọn chọn phe, tức là làm điều gì mà chính nghĩa và có lợi đó, cho Việt Nam thì chúng tôi tham gia chứ chúng tôi không phe. Nhưng mà thực tế thì nó lại vẫn bênh Nga trong cái chiến tranh. Cái là 80% những bài báo là bênh. Đến lúc Nguyễn Chí Vịnh tuy là đã về hưu rồi, cách đây độ 1 tháng quý vị thấy Nguyễn Chí Vịnh trả lời một cái cuộc phỏng vấn dài khoảng 1 tiếng đồng hồ
Trong đó Nguyễn Chí Vịnh nói thẳng là nước Nga đánh một nước độc lập, xâm lăng một dân tộc thì không có lý do gì để có thể biện minh cho điều đó được. Đó, và chắc chắn là nước Nga sẽ thua. Đó, Nguyễn Chí Vịnh là nói ngon lành, không giống như mấy ông tướng khác đâu. Nói nước đôi là sau này, hoặc là lúc đầu là toàn là coi Nga như là chiến thắng tới nơi rồi. Nguyễn Chí Vịnh lên bác, thì những cái lời đó của Nguyễn Chí Vịnh khi nói thì như bình thường, nhưng mà sau đó là bị kiểm duyệt cắt. Anh thấy không? Nguyễn Xuân Phúc trong cái buổi bàn giao chức vụ chủ tịch nước cũng nói rằng là vợ chồng tôi không biết, nghĩa là giám đốc Việt Á là ai, chưa từng gặp. Cái đó cũng bị cắt luôn. Tại vì sao? Tứ trụ là có 4 người thôi, mà một thằng nó bảo rằng là nó không dính vào thì chẳng khác gì là nó chĩa mũi vào 3 thằng còn lại. Không? 4 thằng là một thằng là không dính, tôi hứa là tôi không có dính. Đó, không nói người khác nhưng mà là ám chỉ. Thế là cái lời đó của Nguyễn Xuân Phúc cũng bị cắt. Rồi cái hình của Phạm Minh Chính bắt tay Zelensky đó ở trong một cái hội nghị G7 đúng không, thì Nhật thì Zelensky cũng bay qua, thì có Phạm Minh Chính cũng được mời, thì Phạm Minh Chính cũng bắt tay nói chuyện, thì cái hình bắt tay đó bị kiểm duyệt không được đăng lên, chỉ đăng là hai bên có gặp gỡ chào hỏi, thế là hết, không nói gì thêm hết. Tại vì nói ra sợ mất lòng anh Nga, và cái dư luận chung đó, cả nước đó, nó cũng ùa ùa lên, nó chửi Nguyễn Chí Vịnh. Mà trong khi Nguyễn Chí Vịnh là một tay tương đối ăn nói, ngày xưa thì có thể có phạm một số lỗi lúc còn ở lính, nhưng mà ăn nói là đại diện cho Bộ Quốc phòng về ngoại giao, cho nên Nguyễn Chí Vịnh là một người tương đối nắm tình hình quốc tế rất là vững, đi họp hội nghị Sri Lanka là rất là nhiều lần đó. Nhưng mà cái lời nói của Nguyễn Chí Vịnh là cũng bị kiểm duyệt. Thành ra tôi thấy một cái chuyện rất là lạ là những nhân vật tới tầng lãnh đạo rồi mà nhiều khi nói ra vẫn bị kiểm duyệt. Còn cái cộng đồng mình về đấu tranh đó, thì tôi nghĩ rằng là ở một cái mặt nào đó nó có yếu. Tức là ngày xưa người ta mới đi ra người ta căm tức lắm, thành ra biểu tình nhiều lắm, 30 tháng 4 biểu tình nhiều lắm. Thì khoảng năm 75, rồi tới năm khoảng, tôi không đoán nhớ chắc là năm nào, nhưng mà khoảng năm 80, thì lúc đó ông Phạm Văn Đồng đi Pháp. Anh tưởng tượng là ông Phạm Văn Đồng đi Pháp, khoảng 10.000 người Việt đi biểu tình chống Phạm Văn Đồng. Vì lúc đó là cái vụ mà những người bị đi học tập cải tạo đó, bị bắt không có ngày về. Đó, thì thành ra là chống Phạm Văn Đồng đông như vậy. Mà bây giờ 30 tháng 4 thì người ta kể, nhưng mà ngày thường lễ lạc nhiều quá rồi. Thành ra tới 30 tháng 4 thì nhiều khi cũng chỉ làm lễ trong một căn phòng. Nghĩa là nhiều lắm là 100-200 người thôi. Đó, thành ra số người tôi nghĩ là vì cái chuyện đi về Việt Nam họ bỏ cuộc nhiều lắm. Nhưng tôi nghĩ là cái tinh thần, cái chính nghĩa, cái lẽ phải thì lúc nào nó cũng là lẽ phải. Ngày hôm nay không phải là chúng ta chống Cộng sản những chuyện quá khứ. Như một vài người lâu ngày không gặp tôi nói là ông Đỗ Thông Minh thì vẫn như vậy, vẫn chống những cái chuyện quá khứ, tức là nuôi hận thù. Tôi mới liệt kê ra vài chục chuyện mới đây. Việt Á nó đâu có cũ. Máy bay giải cứu nó đâu có cũ. Nó là chuyện hôm nay. Và 71 người làm mộ giả, mộ bia giả bị bắt ở Thừa Thiên Huế. Anh tưởng tượng không? 71 người mà làm 1.200 cái mộ bia giả. Thì cái chuyện đó, đó là ở Huế. Nhưng mà tôi xin nhấn mạnh rằng chuyện này nó đã xảy ra mấy chục năm nay rồi. Và ở khắp nước. Nó cũng y như là cái vụ COVID vậy. Là một cái mối làm ăn rất là lớn. Bởi vì anh biết anh tìm được cái một xác liệt sĩ đó là anh có thể được thù lao là 20-25.000 đô la. Cho nên nó móc nối với Bộ Thương binh và Tử sĩ Xã hội vân vân đó. Đó là nó tổ chức những cái toán, nghĩa là tìm mộ mà nhiều khi không có xương cốt. Cũng thể là một liệt sĩ. Còn thứ hai, xương cốt có thể là xương súc vật cũng có, mà xương người nó vào nghĩa trang cũng có anh ạ. Nó lại có tới kết mạng nữa. Tức là nó sống trên xác chết, nó vào nghĩa trang, nó đào xương. Mà thường thường anh biết một cái bộ xương mà bị chôn á, thì khi mà moi lên á, gần như nó còn đầy đủ anh ạ. Trừ những cái nhỏ quá thôi, chứ còn xương nó đầy đủ. Đằng này mỗi bộ xương mà nó tìm á, chỉ có vài cái xương à. Không biết sọ đi đâu. Rồi thí dụ được một cái xương cẳng chân, một cái xương cẳng tay, thế là hết. Tại vì nó đi đâu. Thành ra thực ra đó, là những cái này á, là đôi khi là xương động vật hoặc là xương nó moi ở nghĩa trang,
mà một bộ của người ta thì bây giờ nó chia ra làm ba làm bốn, nó thành ba bộ liệt sĩ. Có bao giờ ai đến nghĩa trang lật mộ lên để xem có người ở dưới hay không, có xác hay không? Không có. Thành ra vì vậy cho nên nó cứ mọc, nó cứ mọc ra, và bộ thương binh thì cứ thế trả tiền. Anh trả tiền tôi 25 ngàn thì tôi lại quả anh 5 ngàn, chứ đâu có gì đâu. Thành ra cái chuyện mà 71 người bị bắt thì bây giờ nó có một câu mới, tôi không biết là chị Thùy Dương và anh Đại đã nghe chưa. Bây giờ các anh chị thử nói lái cái câu này coi nó như thế nào. Tức là vừa hồng vừa đen. Vừa hồng vừa đen. Câu này nó mới chừng vài ngày nay. Không biết anh chị em, nghe chưa? Em cũng có thấy cái hình đó. Có người nói lái nó là vừa hèn, vừa hèn vừa đông. Đúng rồi. Tức là cán bộ ta là vừa hèn mà vừa đông. Ra tòa là khóc sướt mướt. Anh có thấy là người đấu tranh dân chủ nào ra tòa khóc không? Có thấy người dân chủ nào ra tòa xin lỗi Bác Trọng với xin lỗi Đảng, Nhà nước không? Họ vẫn cương quyết, chúng tôi không có tội gì cả. Đó, mặc dầu là nhận đi để Nhà nước khoan hồng nhẹ tội vẫn không. Như anh Trần Huỳnh Duy Thức ở hết tù chứ không có, không cần ra sớm mà cũng không cần đi nước nào cả. Đó, thành ra bây giờ nó có một cái từ mới. Trước đây nó có một cái từ anh cũng đặc biệt lắm. Heo nuôi hai chuồng nhá, rau trồng hai luống, đố anh biết. Rau lợn nuôi hai chuồng, rau trồng hai luống nghĩa là gì? Cái này thì em thua, cái này thì không, không anh biết không? Tức là heo nuôi hai chuồng, chuồng này là hú nuôi heo bằng những thực phẩm tốt lành thì để nhà ăn, còn chuồng này là nuôi heo toàn bằng hóa chất. Nó mau mập, nó mau béo thì cái này để đem cân đi bán. Đó. Heo là hai chuồng khác nhau. Đúng mà rồi. Rau cũng hai luống khác nhau. Rau này là xịt những cái thuốc cho tươi. Ừ. Còn rau này là tự nhiên thì là cái này thực tế rất là đau lòng. Đó. Đó, anh thấy khủng khiếp không? Nhưng mà không có cái nước nào mà kinh hoàng như vậy hết. Đó. Và cái chợ Tân Biên là cái chợ bán các cái hóa chất đó, kể cả cyanide. Cho nên chợ Tân Biên đó được nổi tiếng là chợ tử thần. Đó, toàn là những thuốc. Nó lấy cả những con heo chết, chó chết mà trôi sông đó, nó vớt lên rồi nó tẩm thuốc, rồi nó trở thành là không còn mùi thối, hôi thối gì nữa, rồi nó làm ruốc nó bán. Thành ra đồ ăn của Việt Nam bây giờ, nước uống của Việt Nam bây giờ, không khí của Việt Nam bây giờ độc hại rất nhiều, và tỷ lệ ung thư của Việt Nam đứng đầu thế giới. Tỷ lệ ung bướu đó, viện ung bướu đó, đứng đầu thế giới. Đó thì đại khái tôi cũng xin đề cập tới như vậy. Tôi có nói với chị Thùy Dương là nếu mà phần chót mà quý vị muốn nghe thì tôi sẽ nói về vấn đề kinh tế. Tuy nhiên có anh Đại thì anh Đại muốn nói về vấn đề gì thì xin mời anh Đại cứ tự nhiên. Dạ không, xin mời học giả cứ nói về vấn đề kinh tế. Và trước khi nói về vấn đề kinh tế thì có một cái đề tài mà hiện giờ nó cũng đang gây xôn xao cho dư luận. Đó là cái việc án tử hình. Tử dạ. hình mà được... Và cái án tử hình của cái... Của cái ông Hưng á, xuống chung thân phải không? Không biết là đã xuống chung thân xưa chưa, nhưng mà... Cái vụ máy bay giải cứu thì xuống chung thân, không, thì chỉ có 4 người. Cái vụ máy bay của hình như là Nguyễn Văn Trưởng à, một cái vụ án mà ở Hải Phòng, một cái cậu được bị cho là giết một cái sĩ quan công an cùng với lại hai đồng bọn. Và anh này được ghép với tội tử hình. Cái vụ này nó kéo dài 15 năm nay rồi, là tại vì nó có cái yếu tố kháng án. Mà trong cái những cái lời khai đó thì anh chàng này cũng đã từng nói là đã bị ép cung, cho nên là đã phải vậy khai. Là phải Hồ Ngọc Hải không? Mất cung. Ồ, đây là cái vụ tương tự như Hồ Ngọc Hải. Hồ Ngọc Hải cũng 15 năm rồi đó anh. Vâng, đó thì đây là một cái vụ mà cách đây vài ngày thì gia đình nhận được cái giấy báo gọi là sẽ đem ra hành quyết, cho nên là đây là cái vụ mà hầu như là trên cộng đồng mạng đang rất là xôn xao, là tại vì nó có nhiều cái yếu tố gọi là oan sai ở trong này. Nhưng mà Việt Nam thì khi mà em đọc cái tin này đó thì em cũng có đọc rất là nhiều nguồn để mình hiểu được, thì thấy là nó cũng có những cái điểm oan sai, và gia đình cũng đã miệt mài mười mấy năm trời kêu oan cho cậu này. Nhưng mà cái mà em muốn nói ở đây chính là cái chế độ tử hình ở Việt Nam. Khi mà em lơ lực những con số ra thì mới giật mình là cái thống kê gần nhất là vào năm 2018
Thì có thể nói ở trên 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 thế giới này chỉ còn là khoảng chừng 53 quốc gia là còn áp dụng cái hình thức tử hình. Trong đó mình biết là có Trung Quốc, Việt Nam, và mình có thể mình lấy so sánh ba nước với nhau, Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ. Thì Mỹ một năm là khoảng chừng có 20, hai mươi mấy, 24 người bị tử hình. Bên Trung Quốc thì trên cả ngàn người. Cái thống kê mình không 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 biết rõ lắm, nhưng mà chắc chắn là trên 1.000 người theo như cái ước tính đó. Và Việt Nam cũng trên dưới 100 người. Thì so về cái tỷ lệ đó, về dân số đó, thì Việt Nam là một cái quốc gia áp dụng tử hình tương đối rất cao so với lại những cái nước quốc gia khác mà áp dụng tử hình. Anh có biết một cái điều đặc biệt không? Đối với Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam, con số tử hình là bí mật quốc gia. Cho nên không bao giờ nhà nước công bố về con số, tổng số người bị tử hình hết. Bởi vì có lẽ là con số nó quá cao, cho nên mắc cỡ không dám nói. Nói thì người ta sẽ vin vào đó, người ta chửi. Đó, cho nên là một cái điểm quan trọng là con số tử hình là bí mật quốc gia đó anh. Không bao Tức có giờ nghĩa là tiết. cái con số mà mình thống kê được cũng cũng vẫn chỉ là cái con số mà Ước không đoán. không chính xác, phỏng đoán thôi. Dạ vâng, chính xác là bí mật quốc gia. Dạ. Còn nếu mà đã nhân nói về bí mật quốc gia thì hỏi anh Đại với chị Thùy Dương có biết là tại sao Việt Nam coi sức khỏe của lãnh đạo là bí mật quốc gia không? Tại sao sức tình trạng sức khỏe của các lãnh đạo là bí mật quốc gia? Trong khi đó bên Mỹ không? Hôm nay là tổng thống đi bệnh viện và chiều về một cái là có báo cáo liền là tình trạng sức khỏe như thế nào như thế nào. Ngay cả cái thời À, Covid, ông Trump bị Covid rồi cũng bà con cũng biết. khi Việt Nam là bí mật quốc gia thì bây giờ tôi xin kể cho quý vị nghe một cái chuyện là như thế này. Vào cái thời ông tướng Đoàn Thêm, ông là đại tướng chứ không phải là thường, cũng là một chiến tướng, nhưng mà cái thời đó Internet nó chưa có thịnh hành, cho nên số người biết tới tướng Đoàn Thêm thì tương đối là ít. Và khi đó là ông là gần như là tổng tham mưu trưởng. Và trong một cái đại hội 7, thì là lúc đó là thay Bộ trưởng Quốc phòng. Lúc đó Giáp là xuống rồi. Cho nên ông Đoàn Thêm này là muốn lên Bộ trưởng Quốc phòng. Thì trong cái quy chế của Bộ Chính trị nói chung đó, là những người mà bị bệnh hoạn nặng đó, thì không có ra ứng cử các chức lãnh đạo nữa. Tại vì anh bị nặng rồi anh ra mới hoạt một 2 năm rồi anh cứ nằm bệnh viện riết rồi chúng tôi cứ phải vào bệnh viện báo cáo à. Thành ra nó có một cái quy chế như vậy. Thế thì khi mà cái ông Đoàn Thêm này phải trình cái giấy hồ sơ sức khỏe cá nhân ra thì coi như là có vấn đề, tức là ông này có bị ung thư và cả Bộ Chính trị là bác. Thì ông Đoàn Thêm này ông mới nói là chúng nó hại tôi. Mà ở Việt Nam mình là bệnh viện 108 quân y á, là bệnh viện tối tân nhất của Việt Nam, chuyên trị đặc biệt cho các lãnh đạo. Và đôi khi vào đó nó giết cũng có nữa. Nếu mà ở phe bên kia giết càng dễ nữa, cho thêm một tí thuốc độc vào thì là đồng chí nghĩa là được cứu chữa tận tình, nhưng mà nghĩa là không may bệnh nặng là đi. Thế thì Đoàn Thêm mới nói rằng là coi như là chúng nó hại tôi, bởi vì nó đưa cái hồ sơ lý lịch ra như vậy đó thì ông đâu lên làm bộ trưởng được. Mà cái lý lịch đó là nó như thế này anh, khi mà các bác sĩ khám cho các ông này đó là không cho biết tên, thử máu là lấy thôi bằng một ký số thôi, bác sĩ cũng không biết máu này là của ông nào. Tại vì nếu biết thì nhiều khi bạn mình hoặc là ông nó hối lộ cho mình rồi thì mình phải phê cho ngon chứ. Chứ nếu mà mình lại nói thực tình là ông bị ung thư thì coi như đời ông tiêu rồi. Thành ra nó như là chấm thi vậy đó. Xé phách, anh xét mà anh không biết của ai hết. Đến khi sau khi ráp xong rồi mới bắt đầu ráp tên rồi mới phát cho các ông. Đó, thành ra là Đoàn Thêm là phản đối cái đó. Cho rằng là tôi bị chúng nó hùa nhau, chúng nó hại. Mà ngay tức khắc ông là đại tướng nha anh, tổng tham mưu trưởng. Tức khắc ông làm cái gì? Ký liền lệnh. Theo cất chức thằng giám đốc đại tá và một thằng
phó giám đốc bệnh viện 108. 108 là một trong những bệnh viện tối tân hạng nhất thế giới. Cái gì thế giới có là 108 có. Mà Võ Nguyên Đáp là nằm tới đó tới chết đó, anh nằm ở trong đó. Thành ra vì vậy cho nên cái vấn đề bệnh tình nó rất là quan trọng. Thấy không? Thành ra Đoàn Thêm, hai ông bác sĩ này đó đã từng khám trực tiếp cho Đoàn Thêm và có nói với ông ta rằng là xin đồng chí để cho chúng tôi chữa đi. Thì như vậy hy vọng là đồng chí còn sống thêm ít năm. Chứ còn nếu mà bệnh tình này mà cứ để như vậy kéo dài thì sẽ rất là nguy. Nhưng mà anh này không chịu. Anh nói tôi khỏe, đâu có chuyện gì đâu. Thấy không? Gần một năm sau hắn chết. Tại vì anh biết trước cái thời kỳ thứ tư á, nhiều khi mình ung thư mà mình chẳng biết gì hết. Anh thấy không? Đến lúc mà mình khám phá ra, anh thấy đa số là còn có 6 tháng. Thì cái anh Đoàn Thêm này là đã khám phá ra nhưng mà anh không chịu chữa. Bởi vì anh chữa tức là anh xác nhận anh có bệnh. Mà anh có bệnh như vậy á, mà bệnh ung thư như vậy thì anh không đời nào anh lên chức được hết. Đó là cái quy chế ở trong bộ chính trị nó như vậy. Thành ra cuối cùng anh còn chết sớm hơn bác sĩ nói nữa. Mà hai thằng bác sĩ giám đốc anh biết mất chức liền, bởi vì anh này anh đại tướng lận mà. Đó thì đó là vấn đề là tại sao nó giữ bí mật như vậy. Với lại những người mà ta ghét đó, khi mà có bệnh thì bắt đầu tiến hạ xăm soi rồi đủ thứ chuyện hết đó, thành ra đó là lý do tại sao nó giấu. Ok. Vâng, nếu nói về bí mật về gọi là lãnh tụ cực cộng sản thì nói tới vô chừng, vì họ rất có rất nhiều bí mật về sức khỏe, bí mật về gia phả, bí mật về học vấn, bí mật nói chung là người cộng sản họ duy trì cái sự bí mật đó, phong tỏa đó, cái vùng gọi là vùng cấm đó để mà tự bảo vệ mình, cũng như là nó thể hiện ra cái sự nghi ngờ, cũng như là ngay cả trong chính phe đảng của họ, họ cũng tránh những cái trường hợp gọi là bị thanh toán lẫn nhau. Thành ra là cái việc mà người cộng sản mà họ che giấu gọi là tung tích của mình, hay là che giấu cái nhân thân của mình là một cái điều mình thấy xảy ra từ trước đến giờ. Dạ, cảm ơn anh Đại. Tại Bắc Minh đang nghe điện thoại quý vị, cho nên tạm thời Bắc Minh trở lại rồi. Dạ, mời Bắc Minh. Bây giờ muốn nghe chuyện gì? Bây giờ tôi nói chuyện kinh tế cho nghe. Vâng. Dạ vâng. Nhưng mà trước khi nói chuyện kinh tế thì nãy giờ chúng ta nói xa gần tới Hồ Chí Minh. Thành ra tôi á không phải là nhà thơ. Dạ. Nhưng mà khi nào mà tôi tức quá và có nhiều vấn đề quá nó dồn dập, nó đè nén tôi thì nó lại phọt ra thơ. Thì tôi xin tặng tất cả các anh chị ở trong diễn đàn khắp nơi trên thế giới và Đình Đại cũng như là chị Thùy Dương một cái bài thơ tứ tuyệt nha. Quý vị nghe thử tôi diễn tả cuộc đời Hồ Chí Minh từ đầu chí cuối trong tất cả 12 câu, trong 12 câu mỗi câu 4 chữ, từ nhỏ cho tới lớn. Đầu tiên nha, học không tới nơi, tức là anh này mới có tiểu học à, học đã tới đâu đâu. Làm không tới chốn, anh ta làm cũng vậy, đã xong đâu thì anh chết rồi. Sống thì vô gia cư, anh này đâu có nhà đúng không? Đó, nhà nước. Chết vô địa táng, chết không chôn. Chồng mà từ vợ, thấy không? Cha mà bỏ con, bán rẻ lương tâm, làm tay sai đế quốc, buôn dân bán nước, tội đồ dân tộc, tàn ác vô song, nghiệp báo vô hậu. Đó. Hậu ở đây á, tức là không phải là sau, hậu nghĩa là hậu tạ, hậu tức là cái là dày đó, tức là coi như có một cái nghiệp tốt, có phúc có đức, con cháu đầy đàn giàu có vân vân. Vô hậu tức là trong người Trung á, người Trung nói thằng này mi vô hậu, cái kiểu như là người mà không có biết nhìn trước nhìn sau, sống là vô đạo đức. Thành ra giờ tôi
Em nghĩ là cái 12 câu này của anh sau này chắc là sẽ được khắc trên bia của Hồ Chí Minh một khi Bây giờ mà tôi chế xin độ đọc nó sụp. lại, tôi xin đọc lại, nó ngắn lắm, thành ra rất là dễ, quý vị thấy là học không tới nơi, làm không tới chốn, sống vô gia cư, chết vô địa táng, chồng mà từ vợ, cha mà bỏ con, bán rẻ lương tâm, làm tay sai đế quốc, đầu tiên là tay sai của Nga, của Tàu này, đủ các thứ hết, buôn dân bán nước, thấy không, đem xuất khẩu oxin khắp thế giới, tội đồ dân tộc, tàn ác vô song, nghiệp báo vô hậu. Đó đó là cái câu thơ, 12 câu thơ 4 chữ tứ tuyệt tặng cho Hồ Chí Minh.